Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua trên địa bàn huyện Phú đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của cán bộ đảng viên với nhân dân. Nhiều cách làm mới sáng tạo về học tập Bác đã lan tỏa trong đảng và toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương An Phú ngày càng phát triển. Ngay từ sáng sớm, ông Bùi Văn Nghinh, người dân thị trấn An Phú, đến bộ phận một cửa tại Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú để làm các thủ tục tách thửa quyền đăng ký sử dụng đất, chia ra nhiều phần cho các con trong gia đình. Khi đến đây, lúc đầu ông rất lo lắng, sợ những thủ tục hành chính sẽ bị hành đi lại nhiều lần. Tuy nhiên, ông không ngờ là được cán bộ ở bộ phận một cửa thị trấn An Phú hướng dẫn rất tận tình. Chỉ trong buổi sáng, hồ sơ được giải quyết xong, ông vui mừng trước thái độ phục vụ nhiệt tình của công chức tại đây. Bước đầu chúng tôi vô làm giấy tờ, nói chung là cái công tác chủ động của cán bộ công chức đó, người ta chỉ dẫn cho mình từ mục để cho có một cái hướng đi đúng vô, không để sai sót cái mục của cái giấy tờ, cho nên là tôi thấy nó có một cái nhiệt tình. Đó, nhiệt tình là cái chỗ là đem đi làm rồi bắt đầu về giao lại cho mình, có nghĩa là không có phải mất công đi như mọi lần là nhiều cửa đi nhiều quá rồi cuối cùng nó mệt, còn bây giờ đi tới ngồi đó là hướng dẫn làm rồi là ta đi làm cho mình, tới về tới nhà đó là ổn định cho con cháu, không có thiếu sót một cái gì. Bộ công chức tại đơn vị thì cũng triển khai cho tất cả cán bộ công chức nhận thức sâu hơn về việc học tập và làm theo Bác. Điển hình như trong công tác tiếp dân tại bộ phận một cửa thì vừa qua bộ phận làm căn cước công dân cũng như giấy khai sinh cho bà con nhân dân trên địa bàn thì cán bộ làm rất là nhiệt tình và hết mình để giúp bà con dân để hoàn thành trong công việc. Hướng phấn đấu trong thời gian tới thì địa phương sẽ cố gắng tiếp tục triển khai trong cán bộ công chức tiếp tục duy trì việc học tập và làm theo Bác ngày càng tốt hơn, có hiệu quả hơn. Hiện nay, việc học tập và làm theo Bác không chỉ dừng ở cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, mà được lan tỏa ra đến nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn. Tất cả mọi người, ai cũng nhận thức được việc học theo Bác mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống và có thể dễ dàng làm theo Bác từ những việc nhỏ. Một trong những điển hình học tập Bác có thể kể đến là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Phương Quyên, thị trấn An Phú, do ông Trần Văn Đá làm giám đốc. Mỗi năm công ty ông Đá ủng hộ địa phương hàng trăm triệu đồng thông qua việc xây nhà cho người nghèo, ủng hộ tiền mua nhu yếu phẩm cho bà con trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 và nhiều chương trình từ thiện xã hội khác đã giúp nhiều bà con nghèo hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Theo bản thân tôi thì xét thấy cái việc mà học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nó không khó. Sở dĩ tôi nói không khó là vì nó nhận thức được trong mỗi cái con người. Cái công việc hàng ngày của mình làm đó là tất cả những công việc đó đều là những cái để mà mình nhận thức được cái việc nào đúng, việc nào sai. Thì đó là cái việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ cái người nghèo, từ cái tầng lớp xã hội nghèo cho đến khi những người là khá giả thì đều học và làm theo Bác được hết. Cụ thể là trước mắt là mình phải chấp hành nghiêm cái chính sách pháp luật của địa phương. Cái thứ hai là mình phải hiểu được đó là cái việc làm đó có ích cho xã hội, có ích cho cái người dân lân cận sống cùng với mình ở gần gũi ở địa phương. Thì đó là một cái việc là mình cũng đã học tập theo rồi. Hiện nay cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện An Phú xem việc học tập và làm theo Bác là tiêu chí đánh giá bình chọn, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Ngoài ra, mỗi xã thị trấn trên địa bàn huyện còn có các mô hình thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền lịch sử đảng bộ địa phương vào sinh hoạt chi bộ. Những chuyên đề học tập và làm theo Bác thì thời gian qua trên địa bàn huyện An Phú có rất nhiều mô hình hay như quyết tâm bảo vệ vững chắc tuyến biên giới, chung tay xây dựng nhà và phát triển quê hương thông qua các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, đoàn kết vượt qua khó khăn trong phòng chống dịch bệnh và cũng nhiều mô hình khác. Chủ trương trên đã được triển khai và thực hiện nghiêm túc nhằm để nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, kể cả trong quần chúng nhân dân. Trong thời gian tới, huyện An Phú tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước,
và giáo dục truyền thống yêu quê hương, cần cù lao động bằng nhiều hình thức đến với mọi tầng lớp công nhân, viên chức, nhân dân, để tất cả cùng nhau phấn đấu làm theo Bác với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Từ đó đã tạo được niềm tin trong nhân dân, tạo được cầu nối đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, cùng nhau thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, hàng năm, các địa phương đều biểu dương những gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, mang ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống hàng ngày, nhằm tạo sự lan tỏa việc học tập và làm theo Bác rộng khắp ở địa phương vùng biên.